Chúng ta sẽ học bài tiếp theo, ôn tập về hình học tiếp theo, trang 174. Bài ôn tập về hình học tiết thứ 2. Bài 1. Mỗi hình dưới đây có diện tích là bao nhiêu cm vuông? Hình A, hình B, hình C, hình D. Biết một ô vuông này chính là có diện tích bằng 1 cm vuông. Mỗi ô vuông có diện tích là 1 cm vuông. Vậy thì ta xem là hình A này có bao nhiêu ô vuông như vậy. Hình A có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ô vuông. Vậy thì mỗi ô vuông là 1 cm vuông. Vậy 8 ô vuông sẽ là 8 cm vuông. Vậy diện tích của hình A là 8 cm vuông. Hình B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Có 10 ô vuông như vậy. Vậy có hình B có diện tích là 10 cm vuông. Hình A là 8 cm vuông. Hình B 10 cm vuông. Hình C một hai ba bốn năm sáu, chiều dài là 6, chiều rộng là 1, 2, 3, 3, 6 là 18, 18 ô, 18 ô vuông, mỗi ô vuông là 1 cm vuông, như vậy thì hình C sẽ là 18 cm vuông. Đấy. Tiếp theo hình D, ta thấy đây là một nửa. Vậy thì hai cái một nửa này nó sẽ là một ô vuông. Vậy ta thấy là một hai cái một nửa là một ô vuông, hai cái nửa này đã là một ô vuông nữa là hai ô vuông. Vậy bốn cái nửa này chính là hai ô vuông, đúng không? Hai ô vuông. Vậy ta đếm tiếp 2 rồi. 3 4 5 6 7 8 ô vuông. Như vậy hình D là 8 ô vuông, vậy nó sẽ là 8 cm vuông. Chúng ta sẽ làm bài số 2. Hình chữ nhật có chiều dài là 12 cm, chiều rộng 6 cm. Hình vuông có cạnh là 9 cm. Tính chu vi mỗi hình. So sánh chu vi hai hình đó. B. Tính diện tích mỗi hình. So sánh diện tích hai hình đó. Bây giờ ta tính chu vi của mỗi hình. Chu vi của hình chữ nhật sẽ bằng dài cộng rộng nhân 2. Chu vi của hình vuông sẽ bằng độ dài một cạnh nhân 4. Vậy ta tính chu vi của nó. A. Tính chu vi của mỗi hình. Trước tiên ta sẽ tính chu vi chữ nhật là ta lấy chiều dài là 12 cộng chiều rộng là 6 nhân với 2. 12 cộng 6 là 18. 18 nhân 2 bằng 36. Chu vi hình vuông có cạnh là 9 cm, vậy chu vi hình vuông sẽ bằng độ dài một cạnh là 9 nhân với 4 là 36 cm. Bây giờ ta sẽ so sánh chu vi của hai hình này. Ta thấy chu vi của hình chữ nhật là 36 cm, chu vi của hình vuông cũng là 36 cm, vậy bằng nhau ta có. Vậy chu vi của hình chữ nhật bằng chu vi hình vuông.
Ý B, ta sẽ tính diện tích của mỗi hình. Diện tích của hình chữ nhật sẽ bằng chiều dài nhân chiều rộng. Diện tích của hình vuông sẽ bằng độ dài một cạnh nhân với cạnh nhân với chính nó. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ tính diện tích của hình vuông của hình chữ nhật trước. Chiều dài là 12 nhân chiều rộng là 6. 6 x 2 bằng 12, viết 2 nhớ 1, 6 x 1 bằng 6, thêm 1 bằng 7. Diện tích nó sẽ là cm vuông. Tiếp theo ta tính diện tích hình vuông. Hình vuông có cạnh là 9 cm, và diện tích của hình vuông sẽ bằng 9 x 9 bằng 81 cm vuông. Bây giờ ta sẽ so sánh diện tích của hai hình. Ta thấy hình chữ nhật là 72 cm vuông, hình vuông là 81 cm vuông. Vậy ta có diện tích của hình chữ nhật bé hơn diện tích hình vuông. Chúng tôi sẽ làm bài số 3. Em tìm cách tính diện tích của hình H có kích thước như sau. Đây là hình H. Ta thấy nó không phải là hình chữ nhật, cũng không phải là hình vuông, không phải là hình tam giác. Nên là tính diện tích của nó như nào? Vậy ta sẽ phải đưa nó về thành các hình vuông hoặc là hình chữ nhật. Ví dụ ở đây, ta sẽ kẻ một đoạn nối ở đây và đây. Thì nó sẽ được hai hình vuông. Vậy ta sẽ tính diện tích của hai cái hình vuông 1 và hình vuông 2 này. Sau đó ta cộng diện tích của hai hình này với nhau thì nó sẽ ra diện tích của hình H. Hoặc là ta sẽ không kẻ đường này nữa mà ta kẻ đường này. Ta kẻ đường này, đúng không? Thì sẽ được hình này hình chữ nhật và hình này cũng là hình chữ nhật. Vậy ta sẽ tính diện tích của hai hình chữ nhật này, ta cộng lại với nhau. Bây giờ ta sẽ kẻ ở đây để được hai hình vuông. Ta thấy được hình này là hình vuông có cạnh, một cạnh là 3 cm. Cạnh này cũng là 3 cm, vậy thì cạnh này nó cũng bằng cạnh này bằng 3 cm, và cạnh này nó cũng bằng cạnh này bằng 3 cm. Vậy thì hình này chính là hình vuông. Và cái hình này, cạnh này là 6 cm, thì cái cạnh đối diện với nó này cũng là 6 cm. Cạnh này là 6 cm, thì cạnh đối diện nó đây cũng là 6 cm. Vậy thì bốn cạnh nó đều là 6 cm, vậy thì nó sẽ là hình vuông. Vậy nó sẽ là, ta sẽ nếu ta chia ở đây ra thì nó sẽ là hai hình vuông. Hình vuông nhỏ và hình vuông to, đúng không? Hình vuông nhỏ và hình vuông to. Ví dụ hình vuông to ta nói là hình vuông thứ nhất. Hình vuông lớn nhỏ, hình vuông nhỏ hơn là hình vuông thứ hai, đúng không? Vậy ta có hình vuông 1 và hình vuông 2. Vậy diện tích của hình H chính là tổng diện tích của hình 1 và hình 2. Và ta sẽ tìm diện tích của từng hình 1, sau ta cộng với nhau thì nó sẽ ra diện tích của hình H. Vậy thì ở bài này chúng ta sẽ giải bằng 3 phép tính.
Trước tiên ta sẽ tính diện tích của hình chữ nhật to trước. Của hình vuông to. Vậy ta sẽ kẻ nhé. Ta sẽ kẻ vào đây, ta nối vào đây. Ta sẽ được hai hình vuông, đúng chưa? Hình vuông to và hình vuông nhỏ ta sẽ gọi là hình vuông to và hình vuông nhỏ nhé. Bây giờ có bài giải. Trước tiên ta tính diện tích của hình vuông to là hình vuông to có cạnh là 6 cm, vậy diện tích của nó sẽ bằng 6 x 6, bằng 36 cm vuông. Chúng ta chú ý vấn đề diện tích nhé, bằng cm vuông. Tiếp theo, diện tích của hình vuông nhỏ có cạnh là 3 cm, vậy diện tích của nó sẽ là 3 x 3, cạnh nhân cạnh là 3 x 3, bằng 9 cm vuông. Bây giờ ta tính diện tích của hình H, chính là tổng diện tích của hai hình này. Vậy diện tích của hình H sẽ là bằng diện tích của hình vuông to cộng diện tích của hình vuông nhỏ là 9 này, bằng 45 cm vuông. Bài số 4. Cho 8 hình tam giác mỗi hình như sau, hãy xếp thành hình dưới đây. Bài này chúng ta sẽ tự xếp.